từ Bình Dương về quê đất 81 Gia Lai của mình nha. Giờ mình tiếp tục với công việc là đi phụ hồ đây. Đây có ông thợ. Thợ đây là xay bằng tay nha mọi người. Bao là đồ nghề hết rồi. Cái thật xay bằng tay thôi, không cần thay cái máy. Bên mẹ nè. Hello, chào mọi người nha. Hôm nay tiếp tục với video mình làm chuồng bò nha mọi người ơi. Đây, có ông thợ xây đang ngồi đây. Bên kia ông phụ hồ em mọi người. Ông này là ông phụ hồ á. Ông mất cái răng. Răng kêu mốc á. Con kia ưng. Đấy. Chào mọi người đi chứ ông thợ. Chào mọi người. Tôi là thợ. Ông tên là Squen. Là đến từ Gia Lai. Nếu ông con một cái giới thiệu cho mình nhận lên. Cái răng ý là con gái hút nhiều lắm. Mừng con gái hút nhiều lắm. Nó hút nhiều lắm. Thôi đấy. Cái đó mơ. Đây mọi người á, vùng quê Gia Lai mình là thế này á. Trời nắng lắm. Nắng còn, thế này nóng. Cây cà phê không nè. Cây cà phê không thiếu. Đây là túi chứ hột nha mọi người ơi. Đây là ông mất cái răng nha. Ông thợ mất răng nha, ông hồn ghê nhiều quá. Ghê bể cái răng luôn. Đây mọi người ơi. Từ Bình Dương về quê đất 81 Gia Lai của mình nha. Giờ mình tiếp tục với công việc là đi phụ hồ đây. Đây có ông thợ. Thợ đây là xay bằng tay nha mọi người. Bao là đồ nghề hết rồi. Cái thật xay bằng tay thôi, không cần hành cái máy. Rồi ok. Cái bay đó mọi người. Ngon thì tâm cam anh em đang xem nhé. Ông kia là ông rượu thần men nè. Ông không có rượu buồn nôn. Ông này cái thần thanh là không có rượu buồn nôn. Mà có rượu thì vẫn buồn nôn. 2 lít mới đánh. Bên đây là vườn cà phê đây, đấy. Đấy. Bên kia toàn là cây cà phê. Bên đây là căn bông của mình rồi. Thì anh em đi xuống quay nhé. Bên kia là toàn vườn cà phê của mình hết nha mọi người. Đó. Cái vùng này mình mua lại hết rồi nha.